Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình và các bạn sẽ cùng nhau khám phá một ngôi chùa rất là nổi tiếng ở An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Những ai hay đi trên xa lộ Đại Hàn qua khu vực phường An Phú Đông thì thường nhìn thấy bên trong khu dân cư một ngôi chùa mang phong cách của Nhật, thấp thoáng ở trong khu dân cư. Một ngôi chùa rất là đẹp và hôm nay mình và các bạn sẽ cùng nhau khám phá. Bây giờ thì mình đã tới nơi rồi, như các bạn đang nhìn thấy thì đây là chùa Khánh An, hay còn gọi là tu viện Khánh An, là một ngôi chùa nằm ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Khánh An là một trong những ngôi chùa có kiến trúc độc đáo gắn liền với các sự kiện lịch sử trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp của quân và dân An Phú Đông, quận 12. Chùa đã từng được công nhận là di tích lịch sử cấp thành phố. Chùa tọa lạc tại số 1055-3D, đường Võ Thị Thừa, quốc lộ 1A, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Tu viện Khánh An từ lâu đã trở thành địa điểm uy tín để chư tăng, Phật tử đến tu tập, thiền tự hoặc du lịch văn hóa, lịch sử lẫn tâm linh. Không những thế, nơi đây còn trở thành địa điểm check-in lý tưởng cho giới trẻ bởi vẻ đẹp cuốn hút hiếm có, như một phù tang thu nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn. Nếu bạn là một người theo đạo Phật hoặc là người thích hành hương, bạn hành chùa, thì tu viện này là điểm đến không thể bỏ qua. Toàn bộ công trình đã vận dụng linh hoạt các kiến trúc chùa đặc trưng của xứ Phù Tang, được thể hiện qua mái chùa, màu sắc của những chi tiết nhỏ như cột, cánh cửa, kể cả những cột đèn như các bạn đang nhìn thấy. Nói đôi chút về lịch sử của tu viện Khánh An. Tu viện Khánh An có một lịch sử vô cùng huy hoàng, đại diện cho hình ảnh cởi áo cà sa khoác chiến bào. Thì tu viện ban đầu là một ngôi chùa nhỏ do tổ sư Chí Hiền hay là thầy Nam Phận xây dựng vào năm 1905. Thời điểm ấy, ông Biện Lục khiến tặng một thửa đất khoảng 80 sào, có nghĩa là gần 4 hecta, cho sư Chí Hiền để xây dựng chùa Khánh An. Vì vậy dân địa phương thường gọi chùa này là chùa Thầy Phận hay chùa Thầy Nam Phận. Chùa Khánh An khi ấy chỉ là ngôi chùa nhỏ nằm giữa hai làng An Lập Đông và Hạnh Phú, sau này là An Phú Đông, từng là nơi tập hợp nhiều chiến sĩ yêu nước tham gia chống Pháp. Tháng 7 năm 1939, chi bộ đảng đầu tiên vùng An Lập Đông được thành lập tại chùa Khánh An. Năm 1940, hai thôn An Lập Đông và Hạnh Phú sát nhập thành An Phú Đông. Chi bộ An Phú Đông lúc này có khoảng 20 đảng viên. Và thầy Nam Phận, trụ trì của chùa Khánh An, cũng tham gia nhập tổ chức của đảng. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ đảng An Lập Đông từ năm 1939, phong trào cách mạng vùng An Lập Đông đã phát triển ngày càng mạnh mẽ với nhiều hình thức như tổ chức meeting đòi giảm sưu, giảm thuế, chống bắt thanh niên Việt Nam đi lính làm bia đỡ đạn cho thực dân Pháp. Trước khí thế đấu tranh mạnh mẽ của quần chúng, thì tháng 7 năm 1940, Sứ ủy Nam Kỳ họp mở rộng quyết định chuẩn bị khởi nghĩa và các ban khởi nghĩa được thành lập. Lúc đó, tỉnh ủy Gia Định cử Nguyễn Văn Tiến, tức 10 Tiến, tỉnh ủy viên tỉnh Gia Định, lãnh đạo ban khởi nghĩa tại Tổng Bình Trị Thượng. Nhận được chỉ đạo của cấp trên, các thành viên trong chi bộ An Phú Đông, trong đó có thầy Thích Chí Hiền, đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động nhằm chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa. Thank you.
Nhưng rất là buồn là khi khởi nghĩa Nam Kỳ thất bại, một số thành viên của chi bộ An Phú Đông phụ trách tấn công Bót Vườn Tiêu Tân Sơn Nhất và Bót Ngã Năm Vĩnh Lộc bị bắt, trong đó có thầy Thích Chí Thiện. Thầy Thiện bị giam cầm khoảng 1 năm, mặc dù đã sử dụng những hình thức tra tấn rất là dã man, tàn bạo, nhưng thực dân Pháp không thể khai thác được thông tin gì nên chúng buộc phải trả tự do cho thầy. Tuy được thả tự do nhưng do bị thương tích nặng vì tra tấn nên năm 1942 Thượng tọa Thích Chí Thiện đã qua đời. Sau khi thầy trụ trì tạ thế, chùa Khánh An vẫn tiếp tục trở thành cơ sở bí mật của phong trào cách mạng. Tháng 3 năm 1945, ông Mười Lụa vượt ngục trở về An Phú Đông đã đến chùa Khánh An để ẩn náu. Từ đây ông bắt liên lạc được với ông Phạm Văn Khải, tức Bảy Khái, bí thư chi bộ xã Quế Xuân để cùng củng cố lại chi bộ An Phú Đông. Sau ngày Nam Bộ kháng chiến, thì tháng 11 năm 1945, lực lượng quân sự và các cơ quan của tỉnh Gia Định đang đóng tại Gò Vấp rút về An Phú Đông. Ngày 25 tháng 12 năm 1945, Ủy ban kháng chiến tỉnh Gia Định quyết định xây dựng căn cứ An Phú Đông trên địa bàn 2 xã An Phú Đông và Thạnh Lộc. Chùa Khánh An nằm trong căn cứ An Phú Đông và là một cơ sở của lực lượng kháng chiến. Chùa Khánh An còn là nơi tiểu đội 17 vệ quốc đoàn tiến hành sản xuất các loại vũ khí thô sơ như súng mút, mìn ve chai hay lựu đạn để phục vụ kháng chiến. Với ý nghĩa là cơ sở cách mạng, nơi ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp của quân và dân An Phú Đông quận 12, cùng với cả kiến trúc vô cùng độc đáo, thì chùa Khánh An đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công nhận là di tích lịch sử cấp thành phố vào ngày 27 tháng 7 năm 2007. Tìm hiểu về lịch sử, mình và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu về kiến trúc của ngôi chùa. Ban đầu chùa Khánh An chỉ là một ngôi chùa nhỏ, là nơi tụ tập của nhiều chiến sĩ yêu nước như mình đã nói. Cũng chính vì thế ngôi chùa cũng đã nhiều lần bị thực dân Pháp tấn công tàn phá, cho mãi đến năm 2006 ngôi chùa mới được tôn tạo lại và được xây dựng hoàn thiện như bây giờ. Đại diện của chùa Khánh An cho biết nhiều người vẫn nhầm tưởng rằng khu viện tu viện Khánh An xây dựng theo lối kiến trúc của Nhật Bản, nhưng thật ra tu viện được xây dựng hoàn toàn theo phong cách chùa chiền cổ xưa của người Việt. Tu viện Khánh An mang phong cách của Phật giáo Bắc Tông, đậm nét kiến trúc Á Đông. Như các bạn đang cùng mình chiêm ngưỡng, đây là chánh điện mang tên Phật đường Tỉnh Thức với kết cấu chính là gỗ. Nơi đây là nơi tụng kinh hay là tọa thiền của chư tăng Phật tử. Màu sắc của tu viện có 3 gam màu chủ đạo là nâu gỗ, màu trắng của vôi và màu vàng của những hoa văn trang trí. Xung quanh khuôn viên là những chiếc đèn làm bằng gỗ ở dưới sân như lúc nãy mình và các bạn đã nhìn thấy. Dán giấy hình lục giác thường thấy trong các lễ hội hoặc ở lối đi cổng đền chùa của Nhật Bản. Từ khi phác thảo để xây dựng thì trụ trì của chùa đã hướng nhà chùa trở về với trạng thái nguyên sơ, mang lối kiến trúc của Phật giáo Bắc Tông. Trên nóc của nhà tăng và khách đường là tòa tháp với màu đỏ, mái ngói ít hình rồng phượng, điểm nhấn là phần chóp tháp màu vàng cao vút trên nền trời. Kiến trúc này thường thấy trong đền chùa Nhật Bản. Những gam màu hiện hữu cũng rất thân thuộc với người Việt, ví dụ như màu đỏ từ gạch đất, màu xám từ khói, màu trắng từ vôi. Tu viện Khánh An cũng không có những hình rồng phượng hoặc các họa tiết trang trí sắc sỡ như nhiều ngôi chùa khác ở miền Nam này, bởi vì rồng phượng là
của cung đình nên ít áp dụng cho chùa. Tu viện có hai tòa nhà chính, một bên là chánh điện, một bên là nhà tăng và khách đường. Tại chánh điện bậc thang lên chánh điện làm bằng đá, chạm trổ hoa văn hoa sen rất là tinh tế, mái ngói màu nâu trầm xếp lớp kết hợp với nhiều đèn lồng trang trí. Xung quanh tu viện thì như các bạn đang thấy thì rất nhiều cây cối mát mẻ, trong đó có nhiều loại cây như cây thông, cây phượng vĩ, cây hoa giấy và rất nhiều các loại cây khác cùng nhau khoe sắc bên những cột đèn lục giác lạ mắt, tạo ra cảnh tượng rất là đẹp. Bên cạnh chánh điện là tòa nhà tăng và nhà khách đường. Tòa tháp này có gam màu đỏ, phần chóp màu vàng, cao vút trên trời. Kiến trúc thường thấy trong đền chùa Nhật Bản. Cột kèo trong ngôi chùa này làm từ chất liệu gỗ quý, rất là sáng bóng và nổi bật. Điểm nhấn độc đáo của tu viện là những mái vòm cong hướng thẳng lên trời. Ai đã từng đi chùa Nhật thì sẽ thấy kiến trúc này tương đồng với các công trình Phật giáo của xứ sở Hoa Anh Đào. Bước vào bên trong thì các bạn sẽ cảm nhận được trọn vẹn hơn vẻ đẹp rực rỡ bắt mắt của tu viện. Những chiếc cửa màu gỗ, màu đỏ rất là ấn tượng. Những khung cửa sổ cầu kỳ hay những con đường lát đá như những vườn bonsai rất là bình yên. Đã làm tất cả những thứ đó đã làm nên chất riêng của chốn linh thiêng và thiền tịnh này. Những người đã từng đến tu viện Khánh An này thường chia sẻ là khi còn di chuyển trên đường họ đã thấy tu viện hiện lên thấp thoáng từ đằng xa. Đó là một ngôi chùa dáng dấp của Nhật Bản. Đến khi bước chân vào đây thì mới thấy là không gian kiến trúc của ngôi chùa càng thêm thu hút. Quả thực là nơi này xứng đáng với cái tên gọi Nhật Bản giữa lòng Sài Thành. Tu viện này được mệnh danh là Nhật Bản thu nhỏ của Sài Gòn nhờ vẻ đẹp y hệt như các ngôi chùa của nước Nhật. Nãy mình nói thì chùa gồm các hạng mục như chánh điện, khách đường thảnh thơi, bi ân tháp, lầu quán âm, lầu ngắm Phật. Và trong khung viên thì mỗi hạng mục đều treo rất là nhiều chuông gió. Mỗi khi có làn gió nhẹ lướt qua tạo ra những âm thanh du dương, trầm bổng, làm lòng người trở nên nhẹ nhàng, thoát tục hơn bao giờ hết. Đến với tu viện này thì ngoài vãn cảnh viếng chùa, các bạn còn có thể được dịp sống ảo với 1001 các góc ảnh cực đẹp. Các bạn có thể đứng trước tu viện, đứng từ xa hoặc đứng bên trong, bất kỳ góc nào cũng mang lại những cái loạt ảnh đẹp
và an lạc tựa như đang du lịch Nhật Bản. Bạn có thể dành cả ngày ở đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi chùa độc đáo này mà cũng không cảm thấy chán. Không chỉ nổi tiếng mà một công trình kiến trúc đẹp và ấn tượng thì tu viện Khánh An này còn được biết đến là nơi thường xuyên tổ chức các hoạt động Phật giáo có ý nghĩa với đời sống tâm linh của người dân Sài Gòn và các vùng lân cận. Đều đặn hàng tháng thì tu viện tổ chức khóa tu sống tỉnh thức vào ngày Chủ nhật. Vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 còn lan rộng thì chùa cũng thực hiện chương trình thuyết giảng khởi phát tình thương yêu trước dịch bệnh. Bên cạnh đó thì nhà chùa cũng phát động chương trình từ thiện giúp đỡ các em nhỏ mồ côi hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Và nếu các bạn có thời gian rảnh rỗi thì vào những dịp này các bạn có thể đến chùa và tham gia cùng với chùa. Đó như là một cách chung tay góp sức mang đến nhiều giá trị tích cực cho cộng đồng. Tu viện Khánh An còn là nơi thường xuyên tổ chức các khóa tu như mình nói đấy, các khóa thiền và nhận được sự quan tâm của rất là đông đảo chư tăng Phật tử. Một trong những khóa tu nổi bật nhất là sống thức tỉnh và có mặt nhau. Mỗi khóa tu, khóa thiền đều có hàng trăm hành giả chư tăng Phật tử tham dự. Tu viện cũng là nơi tổ chức các buổi giao lưu, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm sống quý báu từ thầy trụ trì Thích Chí Chơn và nhiều giảng sư khác. Như bao nhiêu ngôi chùa khác thôi thì tu viện Khánh An của Sài Gòn mang nét đẹp trang nghiêm của chốn thiền tịnh. Do đó khi đến chùa bạn nên đi nhẹ nói khẽ, lựa chọn cho mình các trang phục kín đáo. Dù có tinh thần sống ảo đến đâu thì các chàng trai cũng nên tránh quần short áo ba lỗ. Còn về phái nữ thì thích mặc váy thì các bạn cũng nên chọn những váy dài để đảm bảo được sự thanh lịch. Còn về màu sắc thì ưu tiên các cam màu nổi như trắng vàng hồng xanh, vì tổng thể tu viện có màu nâu trầm. Các bạn mặc những màu nổi thì có những bức ảnh rất là đẹp. Video ngày hôm nay thì cũng chuẩn bị kết thúc rồi. Mong là video có thể đem tới cho các bạn những giây phút
những giây phút vui vẻ, thư giãn, những kiến thức, thông tin bổ ích. Và mong các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ mình, giúp mình đi được nhiều hơn, đi được xa hơn, làm được nhiều video hơn, mang lại cho các bạn nhiều những giây phút vui vẻ, thư giãn hơn. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.